chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện mẹ con tại đây gặp nhau kể ra mấy ngày nay tưởng niệm lý vạn trân hướng tới vô tình vẫy vẫy tay hai người đi một bên tỉ nhà ngươi nhi tử cho ngươi gọi điện thoại không nàng khuê nữ này đều đi ra ngoài hơn một tháng này vẫn là một chiếc điện thoại cũng không hướng trong nhà hồi đâu này sẽ không ra gì nghiêm trọng sự tình đi có thể hay không bị bọn buôn người lừa bán lại hoặc là bị phạm nhân tập kích mang đi mặc kệ là loại nào khả năng đều làm nàng lo lắng đề phòng không đâu vô tình lắc lắc đầu nói lý vạn trân vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng hỏi ngươi liền không lo lắng sao hài tử đi ra ngoài lâu như vậy một chút tin tức cũng không sống hay chết cũng không biết đâu này vẫn là thân mụ sao vô tình là thật sự không lo lắng nàng tin tưởng hiếu minh có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu này bán hàng đa cấp tổ chức cũng không phải hảo lừa đời trước xem tv vào bán hàng đa cấp tổ chức chuyện thứ nhất chính là muốn nộp lên di động sau đó trong chăn biên người giám thị. Cho nên lâu như vậy không tin tức cũng là bình thường. Cũng không biết cái này bán hàng đa cấp tổ chức chủ yếu là làm gì đâu, lừa tiền vẫn là lừa bán đồ vật. Ta lo lắng cũng vô dụng a. À, phía trước Hiếu Minh đi ra ngoài ra nhiệm vụ cũng xuất hiện quá mấy tháng mới hồi cái tin tức, cho nên ta đã thói quen. Vô tình lời nói thấm thía nói. Lý Vạn Trân đều phải cấp khóc, tính, nhân gia là nhi tử, nàng là khuê nữ nhi tử tháo khuê nữ kiều căn bản liền nói không đến cùng đi cầu ông trời phù hộ a à, phù hộ nàng nhi tử bình bình an an ngàn vạn không cần ra gì sự a à. vô tình nhìn lý vạn trân lo lắng bộ dáng nàng khóc không ra nước mắt thật đúng là không biết như thế nào an ủi kỳ thật ngươi tưởng khoan điểm hài tử lựa chọn con đường này sẽ có con đường này sứ mệnh hơn nữa cảnh sát chức nghiệp chính là như vậy ra một ít nhiệm vụ thời điểm mấy tháng liên hệ không đến cũng bình thường. ngươi cần phải làm là yên tâm, đừng niên mang suy nghĩ. Vạn nhất lệ Na trở về thời điểm, ngươi lại bệnh đổ, ngươi nói nàng về sau lại đi ra nhiệm vụ, Vạn nhất lo lắng ngươi, vướng bận ngươi vừa phân tâm, ra gì sự làm sao? Lý Vạn Trân xoa xoa khóe mắt nước mắt, trong lòng đem khuê nữ mắng thiên biến vạn biến, em đẹp làm gì không được, làm gì một hai phải đi đương cảnh sát đi mà bên kia bán hàng đa cấp tổ chức nội. Từ Hiếu Minh cùng Khâu Lệ Na đi theo với kiến quân cùng nhau trà trộn vào bán hàng đa cấp tổ chức nội. Vừa mới bắt đầu thời điểm những người này đề phòng thực, căn bản không cho bọn họ tiếp xúc bên trong nghiệp vụ. Chỉ là mỗi ngày ở bên nhau ca hát, chơi chơi trò chơi. Đại khái dằn con một tuần, giao hảo quan hệ lúc sau chính là một loạt tẩy não đại giảng đường. Trên cơ bản một tháng sau, tổ chức bên trong mới bắt đầu bán sản phẩm. Bên trong đồ vật bán kia kêu một cái kỳ ba, có thi đại học thần tiên thủy, uống lên tất khảo trung đại học. Còn có tập thể hình thần tiên thủy, uống lên bao trị bách bệnh. Càng có phong thủy phù, chuyên môn sửa trị các loại yêu ma quỷ quái. Này đánh vỡ phong kiến mê tín mới bao lâu, những người này kêu bắt đầu rồi, nhảy đại thần, chỗ yêu ma. Quỷ hồn vừa nói từ Hiếu Minh không biết rốt cuộc có hay không, nhưng là nơi này biên bán những cái đó phù cùng thủy, vừa thấy chính là gạt người. Nhưng hắn ở bên trong lâu như vậy, chỉ biết tổ chức thượng bán cái này, lại không biết hướng nơi nào bán, lại là bán cho ai. Vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục ở bên trong đợi, đặc biệt còn có một cái ngây ngốc cửu cửu, liền nghĩ phát đại tài. Từ hiếu minh bằng vào chính mình da mặt dày thành công cùng tổ chức một cái lãnh đạo hỗn chính chút, hai người dọn đến một cái ký túc xá ở. Nhưng khâu lệ na lại là gặp phải một cái nhiễu loạn. Nàng nguyên bản cho rằng nhiệm vụ lần này, khả năng hơn một tháng liền hoàn thành, ai biết hơn một tháng tới rồi, vẫn là một chút tiến triển cũng không có. Nàng lo lắng trong nhà mẫu thân, liền nghĩ đem điện thoại trộn ra tới đi gọi điện thoại. Đi ra ngoài gọi điện thoại, chung quanh luôn là có người nhìn chằm chằm, vạn nhất nàng mẹ nói lỡ miệng, nàng cùng nàng lãnh đạo liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy đem điện thoại trộn ra tới gọi điện thoại thích hợp. Vì thế liền xuất hiện buổi chiều đại gia hỏa đều đi ăn cơm tay, nàng làm bộ tới cái kia, bụng đau tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi vì lấy cớ. Trộn hỗn đến bên này lãnh đạo ký túc xá cửa nàng là hỏi thăm hảo lãnh đạo ra cửa thời gian lúc này mới thật cẩn thận mà muốn trộm vào nhà khâu lệ na qua đi lúc sau nhẹ nhàng gõ hạ môn nhìn thấy không phản ứng nàng mới cầm dây thép cẩn thận cậy ra khóa cửa ai biết nàng đẩy môn trong phòng ngồi ba nam tử trong đó liền có nơi này lãnh đạo trong phòng mấy người đồng thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng kia lãnh đạo càng là phẫn nộ hướng tới một người khác phất tay muốn đem khâu lệ na cấp bắt lại Ta ta ta, ta là tới tìm Từ Hiếu Minh." Khâu Lệ Na vẻ mặt hoảng loạn nói. Lãnh Đạo nghe xong nhìn về phía Từ Hiếu Minh, sao lại thế này? "Nàng là tới tìm ngươi." Từ Hiếu Minh đều phải mắng chửi người, bất quá hắn vẫn là xả ra cái xấu hổ cười nói, "Nàng xác thật là tới tìm ta." "Tìm ngươi, kia vì sao muốn cậy khóa tiếng vào?" "Ta muốn cho hắn cái kinh hỉ." còn tưởng rằng các ngươi đều đi ra ngoài ăn cơm liền tới rồi không nghĩ tới các ngươi đều ở ha khâu lệ na cực lực giải thích nói lãnh đạo xác thật vẻ mặt ngờ vực từ hiếu minh thấy thế hướng tới khâu lệ na vẫy vẫy tay nhìn thấy người đã đi tới lúc này mới dắt tay nàng giới thiệu nói cường ca đây là ta bạn gái hiện tại không phải rất nhiều công ty không cho tình lữ ở bên nhau đi làm sao ta liền cùng lệ na ẩn tàng rồi quan hệ mấy ngày nay mỗi ngày tách ra liền có chút giống nàng khiến cho nàng tới tìm ta khâu lệ na mở to hai mắt nhìn nhìn trên tay nàng bàn tay to từ hiếu minh dùng sức nhéo nàng tay nhỏ một chút khâu lệ na lúc này mới gật đầu nói ân ta tưởng hắn lãnh đạo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cười nói các ngươi sao không nói sớm a à, chúng ta công ty cùng mặt khác công ty nhưng không giống nhau các ngươi là đối tượng cũng không có việc gì chúng ta còn có thể cho ngươi an bài tình lữ ký túc xá trụ người trẻ tuổi sức sống tràn đầy ta hiểu nói xong hắn liền phân phó thủ hạ người đi cấp từ hiếu minh cùng khâu lệ na chuẩn bị tình lữ phòng khâu lệ na bị lãnh đạo trêu chọc sắc mặt đỏ bừng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao nàng một khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng hồng tựa như quả táo dường như lãnh đạo lúc này mở miệng nói hiếu minh vậy ngươi nay cái liền dọn đi cùng ngươi đối tượng cùng nhau trụ đi từ hiếu minh không chút hoang mang gật gật đầu xoay người liền đi thu thập đồ vật đi khâu lệ na đỏ mặt kéo kéo hắn cổ tay áo nhỏ giọng nói từ hiếu nhân chúng ta không phải tình lữ a à. vậy ngươi nói ngươi là tới này làm gì khâu lệ na một nghẹn hậm hực nhắm lại miệng thực xin lỗi a à, còn muốn liên lụy đến ngươi cùng nhau hảo chạy nhanh thu thập đồ vật đi." Từ Hiếu Nhân nói. Khâu Lệ Na chỉ có thể về trước chính mình trong phòng đi. Chờ đến hai người thu thập hảo hành lý, Từ Hiếu Nhân trước đem chính mình đồ vật nâng qua đi, kế tiếp lại giúp đỡ Khâu Lệ Na cùng nhau thu thập đồ vật. Tổ chức lãnh đạo đối với hai người bọn họ quan hệ vẫn là có điều hoài nghi, hắn còn cố ý chạy đi tìm với Kiến Quân một chuyến, người cháu ngoại cùng Khâu Lệ Na là tình lữ. Với kiến quân mới đầu là sửng sốt, thực mau liền gật đầu nói, đúng vậy. Tổ chức lãnh đạo nguyên bản còn tưởng tức giận bộ dáng, tức khắc dừng lại, thật là tình lữ. Đúng vậy. Cái này tổ chức lãnh đạo vẻ mặt hoài nghi. Thật là tình lữ a, à, nhưng này hai người ngày thường trang liền cùng không quen thuộc giống nhau. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. Tổ chức lãnh đạo vẫn là có chút không yên tâm buổi tối thời điểm liền mang theo mấy cái tâm phúc chạy tới từ hiếu minh hai người chỗ ở trong phòng từ hiếu minh cùng khâu lệ na mới vừa thu thập xong nhà ở đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm ở vào chức nghiệp quán tính chung quanh nhiều ra tới vài đạo hơi thở từ hiếu minh lập tức liền cảm giác được hắn cầm chiếc đũa tay xoay người chạy tới khâu lệ na trong chén ngươi không phải thích ăn cái này cái này cho ngươi Khâu lệ na trên mặt nhanh chóng nổi lên một đạo hơi mỏng mây đỏ, nàng cúi đầu, mũi chân không ngừng trên mặt đất cọ sát, lãnh đạo, chúng ta. Đừng nói chuyện. Từ hiếu nhân đè thấp thanh âm, hướng tới nàng sự ánh mắt. Khâu lệ na đôi mắt trừng lớn, dư quan hướng ngoài cửa sổ ngó đi, liền nhìn đến cửa sổ bên nhiều mấy cái thân ảnh. Cái này nàng sắc mặt càng là bạo hồng, cảm tình là nàng hiểu ý sai ý tứ. Cũng là, từ lãnh đạo lớn lên soái công tác năng lực có xuất sắc như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu nhìn trong chén từ hiếu nhân kẹp đồ ăn khâu lệ na kẹp lên lúc sau hung tợn hướng tới đồ ăn trắng đi lên lãnh đạo còn muốn tiếp tục sao tiếp tục muốn thật là tình lữ lâu như vậy không thấy củi khô lửa bốc khẳng định đến phát sinh cái gì tổ chức lãnh đạo sắc mặt nghiêm túc nói hắn quan sát quá từ hiếu minh các loại hành vi tổng cảm thấy không giống như là người bình thường bọn họ cái này chức nghiệp vẫn là phải cẩn thận điểm hảo này ngồi xổm góc tường thủ hạ lỗ tai hơi hơi biến hồng không nghĩ tới lãnh đạo còn thích như vậy từ hiếu minh cơm đều ăn xong rồi vài đạo thân ảnh thế nhưng còn ở hắn cho mày khóe miệng hơi xả đây là nhìn không tới cái gì hữu dụng đồ vật là không chịu rời đi nhìn một bên còn ở cầm chiếc đũa không ngừng mân mê đồ ăn không ăn tiểu nhân từ hiếu nhân một cái đứng dậy mấy cái người ngang trời ôm lên khâu lệ na bị dọa đến hét lên một tiếng a à. từ hiếu nhân ngươi làm gì làm gì ân làm ngươi từ hiếu nhân lộ liễu nói ra tới khâu lệ na cả khuôn mặt như là nổ mạnh giống nhau hồng dọa người ngoài cửa mấy người nghe được từ hiếu nhân nói đều duỗi thẳng cổ không nghĩ tới từ hiếu nhân nhìn nghiêm trang ngầm như vậy sẽ chơi khâu lệ na túm chặt từ hiếu nhân góc áo không đợi nàng bình phục hảo tâm tình người đã bị từ hiếu nhân cấp ném tới trên giường nàng biết từ hiếu nhân là vì làm cấp người ngoài xem nhưng luôn luôn lạnh mặt lãnh đạo đột nhiên đối nàng khai nổi lên hoàng khang còn vẻ mặt thâm tình nhìn nàng này quả thực làm người chịu không nổi a à. khâu lệ na nhắm mắt lại không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ hiếu nhân cởi quần áo, liền đem trong phòng đèn cấp đóng lại, hắn lỏa lồ da thịt ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phím màu trà ánh sáng, cánh tay kiện thạc, ngực trắng chắc, eo bụng tinh hẹp, mỗi một chỗ đường cong đều gãy đúng chỗ ngứa. Khâu lệ na hiếp mắt một đôi mắt, xem rõ ràng. Thực mau thân thể kia liền hướng tới nàng áp đi. Ân khâu lệ na bị hắn đột nhiên một áp, phát ra nhẹ nhàng trên rỉ từ hiếu nhân một chân gợi lên chăn, tay lôi kéo, liền che đến hai người trên người. Tiếp tục kêu. Từ hiếu nhân nhẹ nhấp môi mỏng nói. Khâu lệ na mặt thành gan heo hồng, kêu không tới. Ân. Vừa mới không phải kêu. Từ hiếu nhân hỏi. Khâu lệ na một quyền đánh vào ngực hắn chỗ, ngươi vương bác đảng, ta khi đó bị ngươi ép tới. Từ hiếu minh cái hiểu cái không lại lần nữa hướng tới nàng đè ép một chút. Tùy theo mà đến tiếng trên trĩ truyền ra tới, ván giường đi theo từ hiếu minh động tác, kẻo kẹt kẻo kẹt vang. Đầu, tóc, ân ta chân. Phòng trong cảnh xuân chợt tiết, ngoài phòng người nhìn một hồi liền chịu không nổi về nhà ôm nữ nhân đi. Chờ đến người đều đi rồi, trên giường hai người mới ngừng lại được. Từ hiếu minh kéo ra trong phòng đèn, một cúi đầu liền nhìn đến khâu lệ na ngực cảnh xuân. Ngô, không chuẩn xem. Khâu lệ na khóc không ra nước mắt hô, ném chết người, này quần áo gì thời điểm khai. Từ hiếu minh cường trang trấn định lắc lắc đầu, không phải ta làm. Khâu lệ na nhẹ giọng hừ hừ, xuống dưới, ngươi áp ta không thoải mái. Từ hiếu minh vừa nghe, lập tức hoảng loạn nhảy xuống tới, không có vừa rồi trấn định, ngược lại là nhiều vài phần hoảng loạn khâu lệ na thấy thế nhưng xem như tìm về một tia mặt mũi nàng liền nói từ hiếu minh sao sẽ như vậy không biết xấu hổ cảm tình cũng là trang cấp những người đó xem ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc tốt ngủ ngầm đi khâu lệ na thanh âm mang theo một tia mềm mại hung ba ba nói từ hiếu minh nghe lời mặc xong rồi quần áo lại đem bức màn kéo xuống mới từ tủ quần áo lấy ra tới một giường chăn đệm phô ở trên mặt đất bóng đêm yên lặng nằm ở bất đồng địa phương hai người các hoài tiểu tâm tư. Vốn là nhập thu, buổi tối râm mát thời điểm, khâu lệ na lại cảm thấy thân thể nóng hầm hập thực, nàng một nhắm mắt lại, tất cả đều là từ hiếu minh bế lên nàng trong nháy mắt kia. Còn có cởi ra quần áo, kia phó hảo dáng người, cùng đè ở trên người nàng kia rắn chắc thân thể. Nàng càng nghĩ càng ngủ không được, bụng mặt tất cả đều là kinh hoảng, muốn mệnh. Cái gì? bên giường biên từ hiếu minh hỏi khâu lệ na sợ tới mức lắp bắp nói không có việc gì ngủ ân ừ. từ hiếu minh thanh lãnh thanh âm rơi xuống hắn liền buồn bực chùi y chùi y đầu một nhắm mắt hắn đều có thể nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng nói ra như vậy lộ liễu nói còn có vừa mới ở trên giường hắn thân thể hạ kia mặt mềm mại giống như còn ở chính mình trên người giống nhau một buổi tối hai người đều không có ngủ ngon ngày hôm sau cùng nhau đỉnh một đôi quần thâm mắt rời khỏi giường sớm sớm hai người tâm tư toàn vô đánh ngáp nói thật vất vả cơm nước xong bắt đầu đi làm lãnh đạo nhìn đến hai người cũng là lời nói có ẩn ý người trẻ tuổi thân thể là hảo chính là cũng muốn biết đúng mực a à, không thể làm quá nhiều đối thân thể không tốt oanh hai người đầu óc tạc xem tất cả đều là sắc mặt đỏ bừng với kiến quân càng là không biết xấu hổ chạy tới nhìn từ hiếu minh trêu ghẹo nói ta nghe nói hai ngươi ở cùng một chỗ khi chẳng phải là đi trở về mẹ ngươi liền phải cho các ngươi làm hỷ sự ai u ta lại nên uống rượu mừng nhị cửu ngươi đừng nói bậy hủy hoại nhân gia cô nương danh dự từ hiếu minh nóng nảy với kiến quân phiên cái đại bạch mắt Ngươi đều làm còn không cho ta nói, ta nói nói đều hủy hoại nhân gia, ngươi làm chẳng phải là hủy hoại nhân gia gấp 10 lần 20 lần. Từ Hiếu Minh bị nghẹn đến, liền giải thích cũng sẽ không. Ta ta ta. Đừng giải thích, Hiếu Minh ngươi cũng đừng làm cho cửu cửu khinh thường, nếu làm liền phải đối nhân gia người phụ trách. Bằng không mẹ ngươi không đánh chết ngươi không thể. Với kiến quân giáo dục nói. Các ngươi đang nói cái gì? Khâu lệ na tò mò chạy qua đi. Với kiến quân tức khắc tươi cười đầy mặt, không có việc gì, hai chúng ta nói chuyện phím đâu. Nhớ kỹ không? Từ hiếu minh nguyên bản còn tưởng tiếp tục giải thích, chính là nhìn đến khâu lệ na kia trương khuôn mặt nhỏ, thế nhưng ma xui quỷ khiến điểm phía dưới, ân. Cái này với kiến quân cười, không thể tưởng được ra tới một chuyến còn có thể có thu hoạch, không tồi không tồi khâu lệ na mấy người lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc vốn dĩ tổ chức lãnh đạo còn đối từ hiếu minh có điều đề phòng trải qua lần này sự kiện tổ chức lãnh đạo cảm thấy từ hiếu minh cùng khâu lệ na chính là mới vừa đi vào xã hội tiểu thanh niên bằng không sao sẽ bởi vì công ty không thể yêu đương liền vụng về cất giấu buổi sáng thời điểm tổ chức lãnh đạo liền bắt đầu làm từ hiếu minh cùng khâu lệ na đi ra ngoài chạy nghiệp vụ Vô Tình tiểu thư Hoa. Ngươi hảo, Vô Tình tiểu thư Hoa. Cơ hồ mỗi ngày đúng giờ 10 điểm vừa đến, liền có bất đồng người ôm hoa tới trong nhà. Vô Tình hỏi vài người, cũng chưa người có thể nói ra tới là ai đưa. Nhìn này hoa, Vô Tình đều có chút sợ hãi. Đây là cái nào biến thái cùng theo dõi thượng nàng đi. Vô Tình nhìn nhìn bên cửa sổ, lập tức liền đem bức màn kéo lên nói không chừng cái kia biến thái liền ở nào đó góc nhìn chầm chầm nàng đâu. Càng muốn nàng liền càng sợ hãi. Hệ thống, ngươi giúp ta xem xét một chút chung quanh có hay không người dám thị ta. Vô tình hỏi. Hệ thống không có kiểm tra đo lường đã có người dám thị ký chủ, thỉnh ký chủ không cần sợ hãi. Vô tình nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra, làm nàng tóm được đưa hoa người, nàng một hai phải cho hắn tới mấy đại ba trưởng nàng đều bao lớn số tuổi người lại không phải tiểu cô nương gia gia cùng nàng tới này một bộ thật là tục khí tỷ ngươi muốn hay không đi chúng ta mỹ dung cửa hàng ấn cái ma vu tinh tinh ra nhà ở nhìn nàng hỏi không phải là tình nói chuyện nàng lôi kéo vô tình liền phải đi ra ngoài tỷ đi ấn cái đi ngươi ở nhà nghẹn lâu như vậy cả ngày lo lắng đề phòng ta cho ngươi mát xa một chút thả lỏng thả lỏng Nói xong lời này, vu tinh tinh nhịn không được cười lên tiếng. Không thể tưởng được nàng tỷ người đến 40, thế nhưng tới vượng đào hoa. Lại là đưa hoa lại là thư tình, cũng không biết kia nam trông như thế nào. Hành, vậy đi ấn cái ma đi. vu tình vương vương vai nói. Mấy ngày nay nàng liên tiếp mấy vãn cũng chưa ngủ ngon, cũng xác thật là nên thả lỏng một chút. Ở ngủ không được, nàng quần thâm mắt đều phải ra tới lý vạn trân nàng hai khai mỹ dung cửa hàng liền ở bảy dặm phố vừa vặn chính là tiệm cắt tóc bên cạnh hai người đi đường không vài bước liền đến trong tiệm mỹ dung cửa hàng mới vừa khai trương đang ở làm hoạt động bên trong còn không ít người đâu vô tình đi vào thời điểm liền thấy được trương đại mỹ cùng trương hiểu lệ hai chị em trương đại mỹ nhìn đến vô tình chính là vẻ mặt lấy lòng tươi cười với tỷ ngươi cũng tới mát xa a à vô tình nhàn nhạt lên tiếng trương hiểu lệ nhìn vô tình lại là vẻ mặt tức giận đều do cái này tiện nữ nhân một hai phải bán cho nàng cái gì đai đeo quần áo mấy ngày hôm trước nàng thật vất vả ước tới rồi phương thành ca lại ăn mặc này quần áo ra đại xấu vốn dĩ nhập thu thời tiết thay đổi bất thường nàng ăn mặc một cái váy hai giây lại xuyên áo khoác chịu đựng hàng ý đi hẹn hò nàng lúc ấy định chính là cái phòng tới rồi lúc sau nàng điểm mấy bình rượu muốn thừa dịp ngải phương thành uống say sau đó dụ dỗ hắn một phen ai biết nàng mới vừa đem áo khoác cởi ra đã bị đông lạnh đến muốn chết nổi lên một thân nổi da gà lúc ấy ngải phương thành là nói như thế nào hiểu lệ ngươi không phải là có gì bệnh đi sao trên người như vậy nhiều ngực đáp hảo khó coi a à. lúc ấy nàng cực lực giải thích là quá lạnh ngải phương thành lại mắng nàng ngươi là ngốc tử sao như vậy lãnh ngươi còn xuyên cái váy hai dây tử không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư đâu dù sao một bữa cơm xuống dưới trương hiểu lệ bị hắn cấp từ đầu mắng đuôi đừng nói dụ dỗ người nàng khí đều phải tức chết rồi với tỷ trương hiểu lệ nhìn nàng mặt lạnh nói vô tình vốn dĩ liền không trông cậy vào nữ nhân này đối nàng có thể có hiền lành hiện giờ nhìn đến nàng cái này biểu tình nói chuyện liền phản ứng cũng chưa phản ứng nàng liền lên lầu trương hiểu lệ nhìn nàng lên lầu đôi mắt lại là sáng vài phần nàng truy ở chỗ tình phía sau nhìn đến nàng vào phòng lúc này mới trộn đi xuống lầu hiểu lệ ngươi chạy loạn cái gì đâu trương đại mỹ mới vừa định rồi vị trí quay đầu liền không thấy nhà mình muội tử chờ đến nàng trở về thời điểm vẻ mặt không kiên nhẫn răng dậy Trương Hiểu Lệ thân mật kéo lại Trương Đại Mỹ cánh tay cười ngâm ngâm nói: "Ai u, ta đi về đúc c, tỷ, ngươi định hảo phòng không có, chúng ta chạy nhanh đi mát xa đi." Trương Đại Mỹ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo nàng lên lầu. Tới rồi trên lầu, Trương Hiểu Lệ liền gấp không chờ nổi mà vào phòng, trực tiếp liền ghé vào trên giường, liền xem một chút phòng hào đều không có xem một chút. Trương Đại Mỹ định chính là toàn thân mát xa này tân cửa hàng khai trương, ưu đãi hoạt động lớn nhất, tóm được lông dê khẳng định đến dùng sức kéo. Nàng còn cố ý vọt trương tạp, mãn 100 đưa 100, nhưng lợi ích thực tế. Tới rồi phòng trong, mát xa sư cũng đi theo tới. Đều là nữ nhân, cũng liền không gì cố kỵ. Trương Hiểu Lệ cùng Trương Đại Mỹ cởi hết áo trên, hạ thân liền thừa điều nội y liền lên giường. Trương Hiểu Lệ hưởng thụ mát xa sư mát xa, tiểu tâm tư lại phiêu hướng về phía vô tình bên kia. Nàng ở trong phòng đợi nửa giờ. Vẫn luôn bóp thời gian. Hai giờ rưỡi, đến thời gian. Còn không đợi nàng đứng dậy xem náo nhiệt. Cửa nhà ở đã bị người một chân cấp đá văng ra. Đá môn nam tử nhìn đến trương hiểu lệ thời điểm biểu tình hơi đốn, có thể tưởng tượng đến người này phân phó nói, hắn mang theo tiểu đệ đi nhanh hướng tới trương đại Mỹ đi qua ngươi ngươi muốn làm gì a à, trương đại mỹ nhìn đi tới nam tử sợ tới mức lớn tiếng hét lên lập tức xả quá trên lưng khoác thảm lông liền phải đem toàn thân vây lên còn không đợi nàng vây quanh thân mình nam tử duỗi tay liền xả trên người nàng khăn quàng cổ hai mắt mạo quan nhìn trương đại mỹ càng đáng sợ chính là nam tử phía sau tiểu đệ nhìn trương đại mỹ trực tiếp dở trò a à, a à, Cứu mạng a. Lăn đi, ngươi chạy nhanh lăn. Trương Đại Mỹ sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Trên người càng là nhiều bộ vị bị hai người xem quan, còn có sờ soạn vài cái. Một khắc trương trên giường trương hiểu lệ càng là sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng vừa định đem người kêu đi, có thể tưởng tượng đến nàng tỷ nếu là biết là nàng tìm người, khẳng định liền sẽ oán hận nàng cuối cùng Trương Hiểu Lệ chỉ có thể run bần bật nhìn xuống tức giận. Hai cái nam tử không dám tại đây chậm trễ lâu lắm, sợ đưa tới cảnh sát. Hai người liếc nhau, quăng một chút đầu liền phải rời đi. Lại phát hiện cửa đã đứng cảnh sát. Cảnh sát nhìn đến hai cái nam tử thời điểm vẽ mặt phẫn nộ, thủ sẵn hai người liền cấp mang đi. Rõ như ban ngày lúc sau đều dám chơi lưu manh, là thật sự không đem bọn họ để vào mắt. Trương Hiểu Lệ nhìn đến hai cái nam tử bị cảnh sát mang đi, một lòng phanh 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 nhảy cái không ngừng. Xong đời, này hai người nếu là đem nàng cung ra tới nhưng làm sao a? À? Nàng xúc cuốn thân mình, chột dạ nhìn thoáng qua Trương Đại Mỹ, hậm hực chạy qua đi, tỷ, chúng ta trở về đi. Trương Đại Mỹ xoa xoa nước mắt, nghĩ mà sợ gật đầu, mặc tốt quần áo bụng mặt liền chạy đi rồi. Trương Hiểu Lệ theo sát sau đó, nàng chạy ra thời điểm liền thấy được cửa vô tình nàng nắm chặt nắm tay trong lòng nháy mắt minh bạch sao lại thế này vô tình nhìn nàng rời đi cười lạnh một tiếng xứng đáng vô tinh tinh nhìn hai người rời đi trên mặt có chút sốt ruột tỉ này ra loại sự tình này này sẽ không không ai lại đến chúng ta trong tiệm đi sẽ không muốn trừng phạt cũng là như vậy người xấu cùng các ngươi có hay không cái gì quan hệ bất quá các ngươi mỹ dung cửa hàng này trị an vấn đề cần phải làm tốt cửa này có chút không rắn chắc đổi một cái hảo một chút nếu có thể liền tìm cái bảo an còn có các ngươi trong tiệm công nhân cũng muốn huấn luyện một chút không nói giúp đỡ đánh lưu manh ít nhất chạy nhanh cho nhân gia cái khoác trên người đại kiện khăn lông đi vô tinh tinh nhất nhất nhớ kỹ nàng vỗ vỗ ngực còn có chút nghĩ mà sợ này sao gì người đều có a à? ba ngày ban mặt chiếm người tiện nghi, nên bắn chết. Lần này lưu manh sự kiện cũng coi như là cấp lý vạn trân hai người đề ra cái tỉnh. Khách nhân tới đây là tới hưởng thụ, nhưng nếu là đã chịu nhân thân nguy hại, kia cùng các nàng quản lý cũng thoát không được quan hệ. Vì thế ngày thứ hai, Lý Vạn Trân liền bắt đầu huấn luyện nhân viên cửa hàng. Làm một cái mỹ dung cửa hàng lão bản, bảo hộ khách nhân riêng tư mới là quan trọng nhất, vì không ảnh hưởng trong tiệm khách nhân lý vạn trân một bên huấn luyện nhân viên cửa hàng một bên mua quà tặng đi hướng trương đại mỹ gia đạo kiểm bởi vì vô tình cùng trương đại mỹ nhận thức lý vạn trân ăn qua cơm trưa liền đi tìm nàng muốn cho nàng dẫn đường đi một chuyến trương đại mỹ trong nhà vừa vặn vô tình ở nhà cũng không có việc gì liền đáp ứng cùng nàng cùng đi một chuyến trương đại mỹ trong nhà thuận tiện còn có thể tìm hoài anh muội tử tiểu tụ một hồi Mới vừa thượng xe buýt, Lý Vạn Trân liền vẽ mặt ghét bỏ nói, tỷ, ngươi biết kia hai nam vì sao tới ta trong tiệm không? Vì sao? Vô tình làm bộ tò mò hỏi. Kỳ thật kia hai nam nhân tới trong tiệm phía trước nàng sẽ biết, Lý Vạn Trân mát xa phòng ở lầu 2, lúc ấy nàng đứng ở cửa sổ bên đang ở đi xuống xem, trùng hợp liền thấy được Trương Hiểu Lệ cùng một cái nam khe khẽ nói nhỏ nói cái gì. Sau đó còn cấp kia nam một ít tiền mặt, tiếp theo liền chỉ chỉ nàng nơi cửa sổ chỗ. Vô tình lúc ấy chạy nhanh, không bị Trương Hiểu Lệ phát hiện. Nàng lại không ngốc, Trương Hiểu Lệ lại là đưa tiền, lại là chỉ nàng phòng, khẳng định không an gì hảo tâm tư. Mắt xa còn muốn cởi ra quần áo, vô tình một chút liền biết này đàn bà không có hảo tâm, muốn hủy hoại nàng trong sạch, vì thế tương kế tự kế thay đổi phòng. Bất quá kế tiếp sự tình nàng là thật sự không nghĩ tới, trương hiểu lệ thế nhưng như vậy xuẩn chính mình chui vào kia gian trong phòng nguyên bản nàng còn nghĩ tìm người ngăn lại đợi lát nữa hành hung nam tử nhưng nhìn đến trương hiểu lệ vào phòng nàng liền không có ngăn trở không nghĩ tới đúng như nàng sở liệu làm nàng nhìn một hồi trò hay nếu là trương đại mỹ biết hại chính mình chính là nhà mình thân muội muội kia sẽ là như thế nào một cái bộ dáng nghĩ vậy vô tình trong lòng liền có chút nhảy nhót nàng người này chính là như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là nếu ai tưởng tính kế nàng, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bởi vì người này chính là trương hiểu lệ tìm, ngươi nói trương hiểu lệ có phải hay không có bệnh a, à, kia chính là nàng thân tỷ a, à, nàng như thế nào có thể làm như vậy? lý vạn trân tràn đầy khó hiểu hỏi, vu tình lắc lắc đầu, có thể là này hai người có gì mâu thuẫn đi, lại đại mâu thuẫn cũng không thể đối chính mình thân tỷ tỷ xuống tay A Dù sao nàng là làm không ra việc này hai người dọc theo đường đi tán gẫu thời gian nhưng thật ra quá cũng mau xuống xe vô tình kéo một chút còn ở thao thao bất tuyệt mà mắng trương hiểu lệ người liền mang theo nàng cùng nhau xuống xe đi hướng trương đại Mỹ gia còn muốn vòng cái giao lộ hai người vừa đến tiểu khu liền đụng phải muốn đi làm tôn hoài anh nàng nhìn đến vô tình tràn đầy kinh ngạc, tẩu tử, ngươi là tới tìm ta. Vô tình vất vất tay, không phải, ta là tới tìm trương đại Mỹ. Ngươi sao tới tìm nàng, nàng phía trước còn nói ngươi nói bậy, không phải gì người tốt, ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá. Tôn Hoài Anh không vui nói. Phía trước Trương Đại Mỹ nói vô tình tẩu tử sẽ câu dẫn nàng nam nhân, đến bây giờ nàng còn khí đâu. Vô tình cười gật đầu, biết nàng là quan tâm chính mình ghé vào nàng nhĩ tim nhỏ giọng nói thầm vài câu tôn hoài anh vẻ mặt chấn động ngẩng đầu lên tẩu tử như vậy kính bạo a trương hiểu lệ là điên rồi đi khi chính là nàng thân tỷ tỷ a trương đại mỹ tuy rằng thích chiếm tiện nghi có đôi khi còn lưỡi dài miệng nhưng là đối cái này thân muội tử là thật sự hảo nhà nàng liền nàng nam nhân đi làm nàng đánh chính là việc vặt còn có hai cái nhi tử một cái khuê nữ muốn dưỡng, Nhật tử quá cũng là tiết kiệm thực. Nhưng đối với cái này muội tử, Trương Đại Mỹ là khó được hào phóng. Chỉ cần nhà nàng ăn thịt, không phải nàng nam nhân phát tiền lương, đó chính là nàng muội tử tới trong nhà. Trương Đại Mỹ đối nàng như vậy hảo, thế nhưng còn như vậy hại nàng tỉ tỉ. Thiên nộp. Công Hoài Anh bưng kính miệng, vẻ mặt khiếp sợ, tẩu tử trương hiểu lệ nên không phải là thích thượng nàng tỷ phu đi vô tình thần sắc ngây dại nàng phản ứng lại đây ho khan vài tiếng buồn cười nhìn nàng này não động rất sẽ tưởng lý vạn trân không chơi náo nhiệt đại đi theo cũng là chụp xuống tay ai u ta sao không nghĩ tới loại này khả năng a à, này thật đúng là có khả năng thân muội muội yêu thân tỷ phu bất đắc dĩ thân tỷ tỷ hòa thân tỷ phu cảm tình thật tốt quá Thân muội muội liền nghĩ ra độc kế mưu, hủy hoại tỷ tỷ trong sạch, sau đó gả cho thân tỷ phu. Các ngươi a, à, tưởng cái gì đâu? Vu Tình bất đắc dĩ nhìn hai người nói. Liền các nàng mạch não, không đi chân dung chính là đáng tiếc. Sao, ta cảm thấy chúng ta ý tưởng rất đúng. Lý Vạn Trân cười nói. Tôn Hoài Anh nhìn nhìn đồng hồ, hét lên một tiếng, không được, ta đi làm bị muộn rồi ta đi trước đi làm, các ngươi đi nhà nàng đi. Nói xong gia hỏa này cưỡi xe nhanh như chớp liền không ảnh. Lý Vạn Trân nhìn nàng hấp tấp chạy đi rồi cười nói, nàng cùng Tinh Tinh tính tình thật giống, ngươi cùng nàng sao nhận thức? Nàng xem như ta một cái ân nhân đi. Vu Tình nhìn tôn Hoài Anh đi xa bóng dáng nói, xác thật tính cái ân nhân, nếu không phải tôn Hoài Anh vừa mới bắt đầu cho nàng tiến cử khách nhân nàng cũng sẽ không kiếm được trong cuộc đời xô vàng đầu tiên. Sau đó chậm rãi đem sinh ý làm lên. Lý Vạn Trân nghe xong lời này nhưng thật ra có chút tò mò, bất quá nàng là cái người thông minh, không có tiếp tục hỏi đến. Hai người sách theo đồ vật lên lầu gõ vang lên trương đại Mỹ gia nhà ở. Nàng hai đi tới cửa, liền nghe được trong phòng tiếng ồn ào, còn kèm theo nữ nhân gia tiếng khóc. Vô tình nghe được tiếng khóc, nhíu nhíu mày nhanh chóng gõ vang lên cửa phòng trương đại mỹ trương đại mỹ ở nhà không qua một lát tiếng khóc dần dần biến mất một trận tiếng bước chân truyền tới tùy theo cửa phòng đã bị mở ra trương đại mỹ nhìn đến lý vạn trân chính là vẻ mặt phẫn nộ chú ý tới một bên vô tình nàng cố nén hạ tức giận tức giận nói các ngươi tới làm gì là tính toán xem náo nhiệt sao lý vạn trân nhìn nàng sưng đỏ đôi mắt còn có chỗ cổ rõ ràng bị người véo quá dấu vết nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng thực xin lỗi ta là tới cấp ngươi xin lỗi có thể hay không trong phòng nói cảnh sát đã thẩm vấn ra tới phía sau mà người chủ sử trương đại mỹ trừng lớn con ngươi kia hai người là bị người sai sử tìm ta nàng có không đắc tội quá người nào như thế nào sẽ có người như vậy hãm hại nàng nàng vẫn luôn cho rằng đó chính là cái ngoài ý muốn không nghĩ tới là nhân vi các ngươi vào nhà nói đi. Trương Đại Mỹ thái độ hòa hoãn rất nhiều, mang theo hai người vào phòng. Tới rồi phòng trong, lại là đầy đất hỗn độn, có thể thấy được vừa mới cãi nhau cỡ nào mãnh liệt. Trương Đại Mỹ nam nhân mã cùng quân cũng ở trong phòng, nhìn đến vô tình thời điểm, hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhìn chầm chầm một hồi lâu, mới nhớ tới nữ nhân này nàng nhưng còn không phải là gặp qua sao. Phía trước cái kia tiểu cô nương gọi là gì? kêu từ Lan Trân cô nương đi tìm hắn, nói làm hắn đem nữ nhân này cấp đưa đến cục cảnh sát ngồi sổn đại lao đi. Đáng tiếc sau lại thất bại, lúc sau kia tiểu cô nương liền cùng biến mất giống nhau, hắn tìm cũng tìm không thấy. Khi cô nương nói tốt mặt kệ thành công đều sẽ cho hắn tiền, hiện tại gì cũng không có. Lý Vạn Trân chú ý tới mã cùng quân ánh mắt, nàng giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn nói, ngươi nhận thức tỷ của ta. Xem gì xem a à, ta cảm thấy giống như ở đâu gặp qua mã cùng quân xấu hổ trả lời nói trương đại mỹ trừng mắt nhìn mắt nam nhân tức giận chỉ chỉ lý vạn trân nói nàng chính là mỹ dung cửa hàng lão bản ngày đó sự nàng nói cảnh sát thẩm vấn ra tới kia hai người là bị người thu mua cố ý tưởng hủy hoại ta lời này ngoài sáng minh ngoại đều là nghi ngờ trương đại mỹ là tìm không thấy nàng chính mình đắc tội quá người cũng chỉ có nàng nam nhân nhĩ vào hắn ca là công thương cục lãnh đạo, thường xuyên cáo mượn oai hùng. Nói không chừng chính là hắn đắc tội người nào, lúc này mới làm hại nàng bị người theo dõi. Mã Cùng Quân sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn trong đầu nỗ lực hồi tưởng mấy ngày nay đắc tội quá người, chính là quá nhiều. Vậy các ngươi hỏi ra tới là ai không? Hỏi ra tới là ai? Trương Đại Mỹ đôi mắt tất cả đều là hận ý hỏi là ngươi muội muội." Lý Vạn Trân nhỏ giọng nói. "Gì? Có phải hay không lầm? Sao có thể là ta muội tử a?" Trương Đại Mỹ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vẻ mặt không thể tưởng tượng. "Nàng muội muội, sao có thể sẽ là nàng a? Nàng chính là nàng thân tỷ tỷ a. Nàng đắc tội nàng chỗ nào, muốn hạ loại này tàn nhẫn tay?" Không chỉ có Trương Đại Mỹ nghi hoặc, ngay cả mã cùng quân cũng là vẻ mặt giật mình hiểu lệ sao sẽ đối với ngươi xuống tay trương đại thoải mái hô hô nằm liệt ngồi ở ghế trên nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới ta nào biết a à, ta này cả ngày ăn ngon uống tốt đau nàng nàng sao có thể hại ta đâu có phải hay không lầm các ngươi lại đi hỏi một chút cảnh sát đi không nên là ta muội tử a à. nói xong lời này trương đại mỹ nghĩ tới ngày đó phát sinh sự tình tâm lập tức nắm ở cùng nhau nếu không phải hiểu lệ vì cái gì xâm nhập phòng hai người thẳng đối với nàng chơi lưu manh nàng đều bà thiếm trung niên người nào có nàng mùi tử đẹp trương đại mỹ phẫn nộ cầm lấy bên cạnh bàn cái ly dùng sức hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi trương hiểu lệ a à, trương hiểu lệ ta chính là ngươi thân tỷ tỷ a à. ngươi thế nhưng vì một người nam nhân như vậy đối ta ngươi thật tàn nhẫn a à. nàng gì thời điểm đắc tội quá hiểu lệ cũng chỉ có lần trước nàng khuyên hiểu lệ từ bỏ ngải phương thành lần đó nàng đi làm địa phương có một người cho nàng muội muội nói một cái môi khi nam cùng ngải phương thành so gia đình điều kiện là thiếu chút nữa chính là mặt khác các phương diện đều rất ưu tú hơn nữa so nàng muội tử còn nhỏ thượng vài lần không có kết quả hôn này nam chính là lớn lên hơi chút khó coi điểm cần phải không phải khó coi nhân gia cũng hoàn toàn không định có thể coi trọng hiểu lệ lúc ấy nàng cũng chính là dắt cái tuyến nếu là hiểu lệ thật sự không muốn lúc ấy trực tiếp cự tuyệt không phải hảo không nghĩ tới nha đầu này tâm tư sâu như vậy bất tri bất giác liền muốn trả thù nàng vô tình không biết chuyện này mỗi người trong lòng đều não bổ vô số nguyên nhân nàng chỉ là tránh né một lần tính kế mà thôi lý vạn trân nói lời nói thật nhìn nhìn trước mắt giống như không thích hợp các nàng tiếp tục ngốc đi xuống liền lôi kéo nàng cánh tay nhỏ giọng nói tỷ, nếu không chúng ta đi về trước đi. Làm các nàng hai vợ chồng hảo hảo lưu một chút. Vu Tình gật đầu, cùng Trương Đại Mỹ nói một tiếng, hai người liền vội vàng rời đi. Ra nhà ở, Lý Vạn Trân bên vực kẻ yếu nói, người nói nam nhân có phải hay không đều là như vậy, chỉ cần chính mình tức phụ ở bên ngoài bị người khi dễ, mặc kệ nguyên nhân, liền đem hết thảy lửa giận phát đến nữ nhân trên người. Trương Đại Mỹ lại không phải ở bên ngoài câu dẫn người, nàng cũng là người bị hại, nàng nam nhân còn hướng tới nàng phát hỏa, người nói nàng trong lòng đến nhiều khó chịu a. À. Vu Tình trấn an vỗ vỗ nàng bả vai, đừng nói hiện tại người lão phong kiến như vậy, liền tính là đời sau, cũng có không ít nam nhân đều như vậy. Đặc biệt là trên mạng phía dưới người, nếu một nữ nhân trẻ chút đi ra ngoài, bị người khi dễ, những người đó sẽ không trách tội những cái đó phạm tội người ngược lại khiển cách nữ nhân này như vậy vãn vì cái gì đi ra ngoài nếu một nữ nhân trang điểm hơi chút lộ liễu một chút liền sẽ bị mắng chính mình phẩm hạnh không hợp xuyên thành như vậy còn không phải là tưởng bị tưởng tượng đến những người đó nói vô tình mỗi lần đều tưởng cho người ta mấy đá chính là bởi vì có như vậy một đám người ở những cái đó hung thủ mới có thể như vậy cả gan làm loạn nàng có đôi khi liền sẽ tưởng nói không chừng nói ra những lời này người chính là thường xuyên đối nữ hài tử xuống tay tội phạm nhóm thật là hẳn là bắt lại hảo hảo trừng phạt một chút sở hữu nam nhân cũng đều không phải là tất cả đều là như vậy nếu là ngươi gặp được ngươi cái thiệt tình người yêu thương ngươi hắn nhìn đến ngươi chịu khi dễ khẳng định sẽ không trách tội ngươi mà là trấn an ngươi thời điểm hung hăng giáo huấn cái kia lưu manh nếu một người nam nhân không phân xanh đỏ đen trắng mà triều ngươi phát hỏa kia khẳng định là không yêu ngươi nhất định phải chạy nhanh rời xa lý vạn trân gật gật đầu này nói còn không phải là nàng nam nhân sao nguyên lai like nàng nam nhân từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu nàng a à? ta đã biết lý vạn trân dùng sức gật đầu mới vừa ngồi trên xe buýt vô tình điện thoại liền vang lên nàng chuyển được điện thoại bên kia liền truyền đến từ Hiếu Minh thanh âm, huy, mẹ. Hiếu Minh. Vô tình kinh ngạc hô một tiếng. Lý Vạn Trân nghe được thanh âm, kích động hướng tới điện thoại bên kia hô to lên, Hiếu Minh, Lệ Na ở sao? Các ngươi là hoàn thành nhiệm vụ phải về tới sao? Mẹ, ta là Lệ Na, chúng ta phải về tới, nhiệm vụ lần này hoàn thành thực viên mãn. Khâu Lệ Na nói nâng đầu trộn ngắm liếc mắt một cái từ Hiếu Nhân tỷ ta đã trở về các ngươi nói rất đúng cái này công ty thật là gạt người ta thiếu chút nữa đã bị người lừa với kiến quân nghĩ mà sợ nói vẫn là hắn tỷ thông minh lần sau không bao giờ có thể lỗ mãn hành sự nghĩ đến cái kia khuyến khích chính mình ra tới làm buôn bán người hắn liền tới khí nhà bọn họ nhật tử một hảo liền có một ít người không quen nhìn trong đó có người một nhà chính là Lãnh nhiệt trào phúng nói cái gì nhà hắn sinh ý đều là nàng tỷ cấp, còn nói hắn không bản lĩnh, liền dựa vào tỷ tỷ tiếp tế. Lúc ấy hắn lòng tự trọng một chút đã chịu khuất nhục, liền thề muốn bằng nương chính mình thông minh, làm ra một phen sự nghiệp tới. Nhưng này ra tới một chuyến, hắn thiếu chút nữa đã bị người lừa đến đi ngồi sổng đại lao, dọa chết người. Với kiến quân sợ hãi vỗ vỗ ngực, hắn quả nhiên là cái phế vật, chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ. Bất quá trải qua chuyện này hắn cũng nghĩ kỹ, có tỷ tỷ dựa tổng so không tỷ tỷ dựa vào hảo A. Hắn có tỷ tỷ dựa cũng là phúc khí của hắn A. Tưởng tượng đến nhà mình đại tỷ, với kiến quân 30 tuổi đại nam nhân, đôi mắt thế nhưng trở nên hồng nhuận nhuận, hiếu minh, ta tưởng tỷ của ta, chúng ta chạy nhanh mua phiếu trở về đi. Khâu lệ na ánh mắt nhìn nhìn từ hiếu minh lại nhìn nhìn với kiến quân, nhìn xuống ý cười. Ngươi tưởng ta cũng tưởng. Từ hiếu minh thanh âm từ bên kia truyền đến. Vô tình công công khóe miệng, tưởng ta đều chạy nhanh trở về, nói cái chuẩn xác thời gian, ta cho các ngươi làm bữa tiệc lớn ăn. Hai ngày liền đến gia. Từ hiếu minh ngạnh lãng thanh âm vang lên. Vô tình lúc này mới đem điện thoại cho một bên mắt trong mong mà Lý Vạn Trân, cho ngươi khuê nữ nói chuyện đi thôi. Lý Vạn Trân vạn phần cảm kích mà tiếp nhận điện thoại, Quy, Lệ Na A, à, mẹ nay cái ra cửa cấp, quên lấy điện thoại. Khâu Lệ Na đỡ đỡ trán đầu, ta liền biết ngươi khẳng định lại vứt bừa bãi. Ai, ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài ăn ngon sao? Ngủ đến thói quen sao? Lý Vạn Trân hỏi. Nghe được ngủ cái này tự, Khâu Lệ Na lập tức liền nghĩ đến từ hiếu nhân thân ảnh, tức khắc sắc mặt bạo hồng, lắp bắp nói, rất, khá tốt. Vậy là tốt rồi, ngươi gì thời điểm về đến nhà a? À? khâu lệ na không biết nhìn về phía từ hiếu nhân. từ hiếu nhân nói thẳng hai ngày sau. lý vạn trân ai u một tiếng đầy mặt hưng phấn. kia hành ngày đó mẹ mang ngươi đi ăn ngon. đi nhà ta là được. kia hành đi ngươi tình gì ra đi. lý vạn trân treo điện thoại vẫn là vẻ mặt vui mừng. mong ngôi sao mong ánh trăng này đều hai tháng, hài tử nhưng xem như có tin tức, hơn nữa lập tức chính là phải về tới tin tức. Nàng đều phải nhạt hỏng rồi. Nàng nhìn nhìn vô tình, ngươi sao không hưng phấn a? À. Ách vô tình còn không có mở miệng. Lý Vạn Trân liền nói, cũng là, nhà ngươi chính là nam hài tử, không lo lắng cũng bình thường. Hoàng Mỹ giải thích, vô tình không nói nữa. Chờ đến xuống xe thời điểm, Hai người liền tách ra đi rồi. Vô tình hướng tới về nhà phương hướng đi, Lý Vạn Trân tắt hồi trong tiệm đi. Vô tình vừa đến gia, vào phòng khách chuyện thứ nhất chính là hỏi Trương Dì, hôm nay không tốn đi. Có, bất quá ta giúp ngươi ném. Không phải là tình buồn bực, Trương Dì liền cười nói, vì thời điểm làm ta cháu trai cùng Tinh Tinh thấy cái mặt bái. Nhắc tới tương thân, Vô tình rất tán thành, nàng cười nói chờ đến tinh tinh trở về nhìn xem nàng gì thời điểm có thời gian đi trương dì vừa nghe vỗ tay nói ta hỏi qua tinh tinh nàng nói nàng gì thời điểm đều được muốn cho ngươi bồi cùng nhau làm ta hỏi một chút ngươi thời gian bằng không liền ngày mai đi hậu thiên hoặc là ngày kia hiếu minh khả năng phải về tới ngày mai vừa vặn tốt ngay sau đó liền đánh nhịp quyết định ngày mai nghĩ đến ngày mai làm tinh tinh đi tin tưởng vô tình vội vàng về phòng tử cho nàng gọi điện thoại. Làm nàng có cái chuẩn bị, nhìn xem thu thập một chút chính mình. Coi trọng chướng mắt mặt khác nói, đi tương thân cần thiết muốn đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liền tính không thấy thượng cũng cho người ta lưu lại một cầu mà không được ấn tượng tốt mới được. Nếu là coi trọng, vừa vặn sẽ không bị người coi thường đi. Buổi chiều hướng đông tan học thời điểm, vô tình liền đem tinh tinh muốn đi tương thân sự tình cấp hài tử nói một tiếng. Hướng đông nghe xong không có gì phản ứng, vậy đi thôi, ta mẹ còn trẻ đâu. Vậy ngươi đáp ứng mẹ ngươi tương thân? Vô tình hỏi. Với hướng đông không có do dự điểm phía dưới, ta đương nhiên đáp ứng, mụ mụ cùng ta vốn dĩ liền không phải một đám thể, ta hiện tại là tiểu, chính là ta trưởng thành liền sẽ cưới vợ đến lúc đó ta là muốn cùng ta tức phụ cộng độ cả đời đến lúc đó ta mụ mụ chính là một người ta không thể bởi vì ta chính mình làm ta mụ mụ vĩnh viễn lẻ loi một người hơn nữa là ta ba ba thực xin lỗi ta mụ mụ không thể bởi vì ta ba ba sai làm ta mụ mụ chính mình một người tới gánh vác chỉ cần mụ mụ vui vẻ quá hạnh phúc ta đều là nguyện ý đều nói con nhà nghèo sớm thành thục kỳ thật những cái đó gia đình đơn thân hài tử cũng giống nhau nàng sờ sờ hướng đông đầu trong lòng ê ẩm ân mụ mụ ngươi khẳng định sẽ tìm một cái đối nàng hảo cũng đối với ngươi tốt nam nhân gì cả cũng sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt với hướng đông cảm nhận được nàng thương cảm cười ngâm ngâm nhéo hạ vô tình mặt kia gì cả cười cười vô tình bất đắc dĩ xả ra tươi cười nhỏ mà lanh hắc hắc với hướng đông cười lên tiếng, lúc này mới ôm cặp sách đi cùng Hà Diệp cùng nhau làm bài tập đi. Ngày kế buổi sáng, vô tình sớm rời khỏi giường, liền bắt đầu cấp vô tinh tinh thu thập hóa trang. Nhà mình muội tử tương thân đây chính là đại sự, vô tình so với chính mình kia sẽ tương thân đều phải trịnh trọng. Bờ Đầu tiên là ăn cơm, ăn xong rồi cơm bắt đầu hóa trang, chọn lựa quần áo, liền lần này tử liền bận việc hơn một giờ dựa theo xưa nay tương thân giống nhau, thu thập hảo lúc sau, Vu Tinh Tinh hai người liền đi theo Trương Dì cùng đi trong nhà nàng. Này sẽ Trương Dì trong nhà người đều đi làm, đi thời điểm trong nhà một người đều không có. Các nàng vừa đến một hồi, cửa liền truyền đến tiếng vang. Vu Tình cùng Vu Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đại môn bị đại môn, một cái dáng người cao gầy, thân xuyên màu đen áo sơ mi áo khoác nam tử đi đến. Nam tử tuấn tiếu trên mặt, treo tươi cười, vô tinh tinh lập tức liền xem ngay người qua đi. Vô tình thầm mắng nàng không tiền đồ, hướng tới nàng trên lưng dùng sức nhéo một chút. Vô tinh tinh ăn đau kêu lên một tiếng, tỷ, ngươi làm gì đâu? Nước miếng đều chảy ra. Quả nhiên người lớn lên xoái chính là thêm phân hạng. Gì cả. Trương Kiệt Vinh đi đến, hướng tới Trương Dì hô một tiếng. Trương Dì đang ở trong phòng nấu nước, nghe được thanh âm vội vàng chạy đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình cháu trai, cười giới thiệu nói, cái này là tinh tinh, cái này là tinh tinh tỷ tỷ. Với muội tử, cái này chính là ta cháu trai, Trương Kiệt Vinh. Trương Dì cười hướng về phía vô tình chớp chớp mắt. Vô tình một giây minh bạch, đứng dậy đem vị trí làm ra tới. Lại nói tiếp tương thân, vô tình vẫn là rất thuần thục, đời trước nàng sắp sửa 30 cũng không kết hôn, bị bức tương thân không biết bao nhiêu lần. Đã sớm đối tương thân quen thuộc không thể ở quen thuộc. Nàng bị trương dì mang theo đi phòng bếp, trương dì chọn đồ ăn, khoe khoang nói, ta cháu trai không tồi đi, ngọc thụ lâm phong, tuấn thật sự đâu. Lại còn có muốn một phần tốt công tác, chủ yếu vẫn là sinh viên đâu. Chính là có cái ma quỷ lão cha, bị xả chân sau, bằng không gì dạng tức phụ tìm không thấy. Đáng tiếc với muội tử chướng mắt nàng cháu trai, nếu có thể nhìn trúng, nàng cháu trai cưới vô tình kia mới là phúc khí đâu. Trực tiếp giá trị con người mấy chục vạn đi. Bất quá vô tinh tinh cũng không kém, tốt xấu có cái có bản lĩnh tỷ tỷ, đến lúc đó các nàng giống nhau có thể đi theo thơm lây. Không sai, Trương Kiệt Vinh chính là một cái trương gì dùng để đáp thượng vô tình một cây tuyến vô tình ở phòng bếp không có việc gì liền cùng nhau hỗ trợ thu thập nấu cơm trương dì nào dám dùng nàng nấu cơm lập tức liền phải nàng dừng tay nhưng vô tình nói thẳng nói người nấu cơm không thể ăn vẫn là ta làm đi bằng không ta ăn không quen hành đi trương dì bị đã kích nói không ra lời vô tình cùng trương dì ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm vô tinh tinh cùng trương kiệt vinh ở bên ngoài cho nhau giao lưu vẫn luôn chờ đến bắt đầu ăn cơm trưa thời điểm vô tình làm trưởng tỷ đương nhiên phải cho nhà mình muội tử trấn cửa ải trên bàn cơm vô tình mới vừa đem làm tốt khoai tây nấu gà cùng cơm bưng lên cái bàn trương kiệt vinh lập tức liền chạy tới phòng bếp cầm chén đổ ra tới trước hết thịnh đệ nhất chén cơm liền cho tinh tinh vô tình nhìn một màn này ở trong lòng cấp trương kiệt vinh bỏ thêm năm phần thận trọng không tồi ăn cơm thời điểm Trương Kiệt Vinh nhìn Vu Tinh Tinh đang ăn cơm, biên hỏi: Ngươi ngày thường đều thích ăn cái gì đồ ăn a? À? Ân bắt đầu hỏi thăm nàng muội tử yêu thích, hoặc nhìn là vững vàng ổn thỏa coi trọng nàng mùi tử. Ta thích ăn khoai tây, đặc biệt là hầm thịt bên trong buồn đến khoai tây mềm mềm mại mại ăn rất ngon. Vu Tinh Tinh cười nói. Trương Kiệt Vinh nghe xong ở trong lòng thực nghiêm túc nhớ kỹ. Ngươi thích ăn cây không? Nhưng là ta không thế nào có thể ăn cây, ngươi thích không?" Vu Tinh Tinh tò mò hỏi. "Ta giống nhau đi." Hai người đang ăn cơm cho nhau hỏi thăm từng người yêu thích. Không cần phải nói, hai người là nhìn vừa mắt. "Kiệt Vinh, ta nghe Trương tỷ nói, ngươi hiện tại cùng ngươi ba còn có ngươi đại ca đại tẩu cùng nhau trụ. Nếu là về sau kết hôn, có tính toán gì không không? Người một nhà trụ cùng nhau." vẫn là tách ra trụ. Vu tình sắc bén hỏi. Này cả gia đình người về sau nếu là trụ cùng nhau cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là còn có hướng đông. Nếu là hướng đông là trương gia tôn tử còn hảo, này ngoại lai mang đi, khẳng định đến bị trương gia người ghét bỏ. Nàng nhưng không nghĩ nhà mình cháu trai chịu ủy khuất. Trương Kiệt Vinh cũng bị vô tình vấn đề cấp khó ở, hắn vẽ mặt khó xử ngẩng đầu lên, nhà của chúng ta không có dư thừa phòng ở, nếu là tinh tinh nguyện ý cùng ta cùng nhau đi ra ngoài thuê nhà nói. Chúng ta liền đi ra ngoài thuê nhà, bất quá ta bảo đảm khẳng định sẽ hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó chúng ta mua một khu nhà phòng ở. Vu tinh tinh sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai nói muốn cùng ngươi kết hôn. Mới thấy đệ nhất mặt. Không có việc gì, chúng ta về sau còn sẽ mỗi ngày gặp mặt. Trương Kiệt Vinh trêu chọc nói. Vu Tinh Tinh nổi giận dùng chân đá hắn một chút. Trương Kiệt Vinh liền thuộc về da mặt tử hậu, bị nàng đá một chút cũng không tức giận. Ngược lại là chờ mong nhìn Vu Tình, muốn biết nàng đáp ứng không đáp ứng. Tinh Tinh, ngươi nếu là cùng hắn kết hôn, nguyện ý thuê nhà sao? Đây chính là đại sự, Vu Tình nhưng làm không được quyết định. Tỷ, này có phải hay không quá sớm? Vu Tinh Tinh dương mắt nói. Vu Tình Minh Bạch nàng là nguyện ý, tiếp tục sau vấn đề, Tinh Tinh có cái hài tử, ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý. Trương Kiệt Vinh không phải là tình nói xong liền nói, ta nghe ta gì cả nói qua chuyện này, vốn dĩ chính là nam nhân kia sai, cùng Tinh Tinh hài tử cũng chưa quan hệ. Nếu ta quyết định muốn cùng Tinh Tinh ở bên nhau, nàng hết thảy ta đều sẽ tiếp thu, nàng sợ ái ta cũng sẽ thử đi ái. Cái này trả lời, làm vu tình hai tỷ muội đều là rất ngoài ý muốn, đồng thời đối hắn hảo cảm càng thêm thượng một tầng lâu. Trương dì nghe xong lời này, ánh mắt tối sầm lại, biết cháu trai đây là tưởng niệm khởi hắn trước kia sinh sống. Kiệt vinh huynh muội mấy cái từ nhỏ nhật tử liền khổ, phụ thân không đứng đắn làm, chỉ lo chính mình ăn uống, bọn họ huynh đệ mấy cái từ nhỏ liền phải làm lụng vất vả như thế nào sinh hoạt. Nay cái ăn cái gì, Minh cái ăn cái gì, bao nhiêu tiền đủ hoa, tiền từ nơi nào tránh đến. Đánh tiểu Trương Kiệt Vinh liền hâm mộ nhân gia có một cái hảo phụ thân, hảo mẫu thân, hắn có đôi khi cũng sẽ ảo tưởng, nếu hắn mẫu thân còn sống, hoặc là hắn lại có cái tân mẫu thân. Có thể hay không nhật tử liền sẽ tốt hơn một ít. Mỗi xem một lần phụ thân hắn ghê tởm sự tình, hắn liền ở trong lòng thề, về sau nhất định phải trở thành một cái hảo phụ thân, một cái hảo trượng phu. Đặc biệt là gia đình đơn thân hài tử, hắn cũng nhất có thể lý giải đồng tình. Cho nên đối với hướng Đông cái này chưa từng gặp mặt hài tử, hắn trong lòng tất cả đều là yêu thương. Liền tính không phải tự mình, bọn họ cũng có thể ngầm làm huynh đệ, hắn cũng sẽ hảo hảo đối đãi đứa nhỏ này. Kiệt Vinh năm nay bao lớn à? a? Vô tình tò mò hỏi, lúc trước Trương dì nói nàng cháu trai năm nay 25, 26, nàng nay cái nhìn một chút cảm thấy một chút cũng không giống. Đảo như là 23, 24 bộ dáng. Ta năm nay 23. Lời này vừa ra, vô tình cổ quái nhìn về phía trương gì. Trương gì bị nàng vừa thấy, trục dạ đánh hô hô nói, có thể là ta nhớ lầm, ta vẫn luôn cho rằng tinh tinh liền so với ta cháu trai đại 1-2 tuổi đâu. Nguyên lai like là đại 4 tuổi A, à, 4 tuổi cũng không phải rất lớn. Có thể là thật sự quá sai rồi đi, rốt cuộc không phải chính mình sinh không biết cũng bình thường. Vô Tình không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra Trương Dì nhìn đến nàng không sinh khí nhẹ nhàng thở ra. Nàng cháu trai là số tuổi nhỏ chút, nhưng là thành thục ổn trọng, biết đau lòng người. Nàng lúc trước chính là sợ Vô Tình để ý nàng cháu trai quá nhỏ mới hư báo vài tuổi. Bất quá hiện tại xem ra xứng với Tinh Tinh lại thích hợp bất quá. Vu Tinh Tinh nghe được so với chính mình tiểu nhiều như vậy, vẫn là cái chó con thời điểm tức khắc mắt sáng trực lên. Nếu là trước kia nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình còn có thể tái giá, gã một cái đầu hôn, lớn lên xoái, miệng ngọt, còn thận trọng so với chính mình tiểu nhiều như vậy nam nhân. Hiện giờ chân chính có, nàng cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giống nhau, đầu óc choáng váng. Một bữa cơm xuống dưới, vô tình đối trương kiệt vinh cho điểm vẫn là mang cao. Ta đi rửa chén đũa đi. Không tồi, có thể xuống bếp làm việc liền không tồi. Cái này niên đại nam nhân đại đa số đều có đại nam tử chủ nghĩa, cái gì quân tử xa nhà bếp nhưng thật ra một bộ bộ. Càng là có một ít phong kiến gia đình, còn có nữ nhân không thể thượng bàn ăn cơm tập tục. Vô Tinh Tinh nhìn đến hắn tiến phòng bếp hỗ trợ cũng là ánh mắt sáng lên, trong lòng đối với cái này hậu sinh càng là có hảo cảm vô tình vỗ vỗ nàng bả vai, trong mắt mang theo thâm ý nhìn nàng một cái mới rời đi. Vô tinh tinh vốn dĩ thẹn thùng cũng muốn rời đi, vô tình ngăn cản nàng, tương thân chính là muốn nhiều tiếp xúc tiếp xúc, mới có thể thật sự nhìn thấu một người tốt xấu. Có đôi khi một người là có thể ngụy trang, nhưng là trường kỳ hiểu biết là có thể vạch trần ngụy trang. Cho nên tinh tinh cần thiết muốn cùng nhân gia nhiều ở chung ở chung. Trương dì Gia Ly vô tình trong nhà không xa, Nàng đi dạo từ từ đi đường không vài phút liền đến tiểu khu cửa. Nàng mới vừa tính toán trở về, đã bị Ngải Phương thành cấp gọi lại, với thím, hảo xảo a. À. Vô tình mắt trợn trắng, một chút đều không khéo, nàng một chút đều không nghĩ gặp được cái này ngạo mạn vô lễ độc miệng tiểu thanh niên. Với thím, có thời gian không, thỉnh ngươi ăn cơm, coi như cảm tạ ngươi lần trước giúp ta. Như vậy đại gia mời khách ngữ khí vô tình một chút cũng không nghĩ đi nàng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói mới vừa ăn cơm xong ăn không vô khi đi ra ngoài đi bộ một vòng đi mới vừa cơm nước xong chuyển động một chút không dễ dàng bỏ ăn bằng không dễ dàng béo ngải phương thành cười nói vô tình nghe được trong lòng có điểm hoài nghi này tiểu tử là ghét bỏ chính mình béo nàng quyết đoán mà cự tuyệt không cần ta không mập Nói xong lời này nàng xoay người tiêu sái liền rời đi. Lưu lại ngải phương thành vẻ mặt mờ mịt, chính mình là như thế nào đắc tội nàng. Nghĩ đến từ gia tân trang hoàng mạo vịt nướng cửa hàng, ngải phương cố ý ngứa thực, này mạo vịt nướng rốt cuộc là cái gì? Lúc trước hắn ba nói thật đối, hắn nên cùng vô tình làm tốt quan hệ, mà không phải trở thành địch nhân. Nếu thời gian chảy ngược, hắn khẳng định sẽ lựa chọn cùng nàng trở thành bằng hữu vô tình không biết nhà mình mạo việc nướng bị người nhớ thương thượng, nàng hiện tại tâm tình cực hảo hừ tiểu khúc về đến nhà. Mới vừa dựa ngồi ở trên sofa, Lý Mai bưng một mâm trái cây đi ra, mẹ, tiểu gì tương thân như thế nào? Từ Tú Lan đi theo cũng chạy tới xem náo nhiệt, người như thế nào, lớn lên đẹp không, có thể tiếp thu hướng đông sao? Tiểu gì coi trọng không? Khẳng định coi trọng. Lý Mai cười nói, không thấy thượng tiểu gì đã sớm trở về phun tàu. Hiện giờ không trở về, không chừng chính là cùng nhân gia ở hẹn hò đâu. Nga từ Tú Lan kéo dài quá thanh âm, hai mắt mạo quan cùng Lý Mai liếc nhau. Vẻ mặt bác quái nhìn về phía vô tình. Khụ! Vô tình nghiêm trang ngồi thẳng thân mình, lúc này mới bắt đầu lên tiếng nói, ngươi tiểu gì tương thân. Hai người thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm vô tình, vẻ mặt chờ mong mẹ ngươi cũng đừng úp úp mở mở chạy nhanh nói a à. lý mai thúc giục nói hừ hừ vô tình tiếp tục bán cái nút từ tú lan nóng nảy cùng lý mai liếc nhau hai người bàn tay bắt đầu không thành thật a à, ngứa đừng nháo ta nói ta nói còn không được sao vô tình bị hai người cào cười không khép miệng được xin tha hô lên lý mai cùng từ tú lan vừa nghe lời này Song Song buông lỏng tay ra, một bộ đoan chính dáng ngồi ngồi ở trên sofa, bắt đầu nghe bác quái. Ngươi tiểu gì cùng cái kia nam nhìn vừa mắt, hai người đang ở bên ngoài hẹn hò đâu. Cái kia nam đi, số tuổi có điểm tiểu, năm nay mới 23, bất quá người lớn lên có thể, hơn nữa thận trọng, còn nguyện ý đi phòng bếp, điểm này liền không tồi. Phía sau muốn yêu cầu ngươi tiểu gì cẩn thận quan sát, chúng ta ai cũng nói không chừng vô tình nghiêm mặt nói. Lý Mai hai người trong lòng biết đây là 89 phần 10. Buổi tối vô tinh tinh trở về thời điểm, lại bị hai người tóm được một hồi hỏi. Với hướng đông ở phòng khách làm bài tập thời điểm, lỗ tai không ngừng động, tò mò nghe trong phòng mấy người nói chuyện. Hà Diệp nhìn nhìn hướng đông, hỏi, hướng đông, tiểu gì cho ngươi tìm cha kế, ngươi vui vẻ sao? Tuyết Hoa ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hà Diệp, lúc này hỏi nhân gia vui vẻ không không phải chọc nhân gia miệng vết thương sao ai thích chính mình thêm một cái cha kế lúc trước nàng ba đi thời điểm nàng còn khó chịu vài tháng vẫn luôn không cho nàng mẹ tái giá đâu hà diệp thè lưỡi ngậm miệng lại với hướng đông nhưng thật ra không chút nào để ý chỉ cần hắn có thể đối ta mẹ hảo ta liền vui vẻ vì sao a à? hà diệp không hiểu được vạn nhất hắn nếu là chịu ủy khuất làm sao? Bên ngoài người đều nói hài tử không có thân sinh cha mẹ chính là không ai đau hài tử. Đặc biệt là một ít ba ba mụ mụ lại ở kết hôn. Bởi vì mụ mụ thực đáng thương. Với hướng đông nghẹn nửa ngày nói ra một câu nói như vậy. Mụ mụ đối hắn cùng ba ba như vậy tận tâm tận trách, ba ba lại vẫn là không thành thật ở bên ngoài tìm nữ nhân. Những ngày ấy hắn bồi mụ mụ, cả ngày nhìn đến mụ mụ lấy nước mắt rửa mặt, lúc ấy hắn liền âm thầm hạ quyết định, về sau sẽ bảo vệ tốt mụ mụ, không bao giờ làm những người khác khi dễ nàng. Kia! Hà Diệp còn muốn hỏi, bị tuyết hoa một ánh mắt ngăn lại. Vô tình cấp trương gì buổi chiều nghỉ, cơm chiều thời điểm là Lý Mai làm cơm, từ Tú Lan tẩy chén đũa. Sáng sớm, Thái Dương mới vừa dâng lên, vô tình liền nhận được từ Hiếu Minh điện thoại. Bọn họ buổi chiều ngày 4 tháng 5 giờ hẳn là liền đến gia. Nghe thấy cái này tin tức, vu tình tức khắc bận rộn lên. Nguyên bản nàng còn tính toán đi mạo đồ ăn cửa hàng xem một chút, hiện tại không có thời gian đi. Buổi sáng thời điểm nàng liền cùng Trương Dì cùng đi chợ bán thức ăn bị đồ ăn, bắt đầu chuẩn bị một chút cơm chiều yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản nàng còn rối rắm phải làm chút cái gì đồ ăn, chính là Trương Dì cười nói bằng không liền mạo vịt nướng đi vừa vặn gào hắn nếm thử nhà các ngươi tân khai cửa hàng phải làm sản phẩm vô tình vừa nghe cái này kiến nghị không tồi liền đi thịt thị trường mua một ít mau bụng cùng hải sản loại mua xong đồ ăn trở về thời điểm đưa hoa người lại tới nữa lần này bất đồng chính là đưa tới một phong thơ vô tình nhìn này phân tin vẻ mặt ghét bỏ nhưng vì làm rõ ràng người kia là ai vẫn là mở ra phong thư nhìn đến tin thượng nội dung sau, vô tình trực tiếp muốn mắng nương. Này bệnh tâm thần đi, viết cái gì nếu muốn biết hắn chính là ai, liền đi mổ 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 nhà ăn phó ước. Nếu không đi, còn sẽ vẫn luôn đưa hoa. Vô tình nhìn bên trên nội dung, vẻ mặt phẫn nộ. Mẹ, sao? Từ tú lan ôm hài tử, nhìn đến nàng mẹ biểu tình không bình thường, có chút tò mò hỏi. Chính ngươi xem vô tình trực tiếp đem tin cho nàng từ tú lan tiếp nhận tin nhìn một chút miệng lớn lên trong mắt tất cả đều là khiếp sợ mẹ người này cũng quá không biết xấu hổ đi này nơi nào là theo đuổi a à, quả thực chính là cường thế buộc ngươi đáp ứng đi hắn sẽ không cảm thấy hắn làm như vậy thực lãng mạn đi vô tình lắc lắc đầu nàng sao sẽ biết lãng mạn không lãng mạn nàng không biết dù sao nàng là thực ghê tởm chưa thấy qua như vậy tự đại cuồng vọng nam nhân, thật đương chính mình nhiều ghê gớm đâu. Trương Quốc Long đích xác cảm thấy chính mình thật lãng mạn, tưởng tượng đến chính mình viết bá đạo lời nói, liền nhịn không được khoe khoang không thôi, lão lưu, ngươi nói ta viết thế nào. Nàng hiện tại khẳng định bị ta này nam nhân khí khái cấp hấp dẫn. Nói xong lời này, Trương Quốc Long tràn đầy tự tin cầm gương cho chính mình chải cái kiểu tóc. Lão bản người có thể theo đuổi nàng quả thực chính là nàng phúc phận, hát tình ở lợi hại, chính là căn cơ không ổn định, tùy thời đều có thể bị người cấp một chân đá. Nhưng nếu là có lão bản che chở, kia về sau khẳng định là thuận buồn xuôi gió. Bị gọi lão lưu cung kính mà nói. Ân, ừ, lời này nói rất đúng. Trương Quốc Long vừa lòng thực, nghĩ đến nhà máy gần nhất đơn đặt hàng không phải thực hảo, hắn hỏi hướng lão lưu nói, Người gần nhất có hay không đi điền gia in hoa cơ xem một chút. Chúng ta cũng đính một đám in hoa cơ, còn có nhà máy thiết kế sư, gần nhất có hay không thiết kế ra quần áo mới. Hiện tại nhà máy quần áo vẫn là năm trước lão khoảng, nhà người khác một năm ra mấy cái kiểu dáng, ta không cần nhiều như vậy, một cái cũng đúng a. À. Hắn gần nhất rốt cuộc sau hồi sự, còn có nghĩ hảo hảo làm. Lão Lưu sắc mặt cứng đờ. In hoa cơ bên kia ra tân kiểu dáng nhưng là liền mấy đài nói cùng hát tình bên kia ký hợp đồng muốn đem tân in hoa cơ đưa đến hát tình đi ở sinh sản máy móc chỉ sợ cũng phải kể tới nguyệt đến lúc đó này tân máy móc đi lên hát tình khẳng định sẽ đoạt tẩn nổi bật chờ đến chúng ta đi mua sinh sản thời điểm phỏng chừng đã không gì nổi bật cấp điền gia tăng giá trương quốc long phẫn nộ đến điền lấy bình nói mặc kệ nhiều ít giá cả hắn chỉ nhận chuẩn hát tình nói lúc trước hát tình có thể thưởng thức hắn thực cảm kích còn nói nhà chúng ta không phải khinh thường bọn họ sản phẩm sao vì sao còn muốn đi nhà hắn mua sắm máy móc lão lưu thần sắc nang kham tưởng tượng đến ở kia chịu vũ nhục hắn liền khó chịu nếu không phải nhị thiếu gia bọn họ cũng sẽ không làm hát tình chiếm trước tiên cơ điền gia đây là nói rõ muốn cùng nhà chúng ta đối nghịch a trương quốc long lạnh lùng nói nghĩ đến hắn sắp muốn cùng hát tình liên hôn hắn lại nhịn xuống tức giận được rồi in hoa cơ sự tình trước không cần lo cho trước đem thiết kế sự tình làm tốt ngươi trước đi xuống đi chờ đến lão lưu đi xuống lúc sau trương quốc long đứng dậy cũng về nhà đi tới rồi ra lúc sau hắn thẳng đến phòng trong mở ra ngăn tủ quần áo hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem tuyển một kiện lại một kiện cuối cùng lựa chọn một kiện màu đen tây trang phục đứng ở trước gương nhìn bên trong như vậy soái khí người hoàng mỹ bày cái tư thế, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Buổi chiều năm điểm thời điểm, Lý Vạn Trân liền tới rồi vô tình trong nhà. Nhìn đến trên bàn chuẩn bị tốt một nồi to thịt đồ ăn, nàng hít sâu một hơi, tràn đầy kinh ngạc cảm thán hỏi, đây là cái gì, như thế nào như vậy hương a? Mạo vịt nướng, ta tân cửa hàng muốn đẩy ra sản phẩm, nếm thử hương vị thế nào? vô tình cầm một đôi chiếc đũa cho nàng. Lý Vạn Trân tiếp nhận chiếc đũa, trực tiếp cấp một đại chiếc đũa mau bụng, nhai thượng mấy khẩu, một cổ cây rắc tiên hương hương vị ở trong miệng nổ tung. Nàng kinh ngạc trừng lớn con ngươi, kích động nói, ăn ngon, ăn quá ngon, lại hương lại cây, tuyệt. Ngươi này khai cửa hàng tuyệt đối chịu đại gia thích. Bên này người phổ biến đều thích ăn cây, này cái gì mạo việc nướng liền phi thường thích hợp bên này người khẩu vị ma cây nóng còn hương kia mượn ngươi cắt ngôn vô tình cười cong khóe miệng hiếu minh đợi lát nữa trở về nhiều thế cửu cửu nói vài câu lời hay a à, mẹ ngươi nếu là đánh ta ngươi ngăn đón điểm với kiến quân túng thực trước kia không thiếu bị hắn tỷ tấu cũng là mấy năm nay hắn tỷ tính tình trở nên hảo nhưng lần này hắn phạm vào lớn như vậy sai lầm, hắn sợ hắn tỷ không nhịn xuống, muốn đánh hắn một đốn A. À. Hắn đều lớn như vậy số tuổi người, làm trò tiểu bối mặt bị đánh, đến nhiều mất mặt đi. Khâu lệ na tò mò nhìn hai người, không nghĩ tới hiếu minh mụ mụ như vậy hung. Cái này đến xem ta mẹ tâm tình. Từ hiếu minh một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng mẹ nó liền tính đại nhị cửu một đốn cũng là xứng đáng. Kiếm tiền tránh điên rồi, liền mệnh đều từ bỏ, chạy đến một cái bán hàng đa cấp tổ chức khu, mẹ nó khuyên hắn còn không nghe, nếu không phải hắn đi hơn 2 tháng, đêm này tổ chức cấp đâm thủng, hắn đại cửu sớm bị lừa đến ngồi sổng đại lao đi. Là nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Ai? Với kiến quân đối với thiên trường thở dài một hơi, xem ra này đốn tấu là ai định rồi đại tỷ không đánh trở về hắn ba cũng sẽ đánh so với lão nhân hắn tỷ xuống tay còn nhẹ điểm nhị cửu ngươi chạy nhanh đi a à. từ hiếu minh nhìn hắn thúc giục nói với kiến quân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tức giận nói ngươi cái tiểu không lương tâm nhị cửu ta sao không lương tâm ta này vì ngươi không muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới như vậy xa xôi địa phương còn không phải là vì không cho ngươi ngồi xổm đại lao sao?" Từ Hiếu Minh tay đáp ở hắn trên vai nói. Với Kiến Quân lại lần nữa trừng hắn, "Ngươi cứu ta là không giả, chính là không có ta, ngươi có thể tìm được đẹp như vậy, có như vậy có học vấn tức phụ." Từ Hiếu Minh lập tức bưng kính hắn miệng, nhị cửu, không thể nói bậy, "Ta cùng nàng không có quan hệ." "Từ Hiếu Minh, ngươi đây là không nghĩ phụ trách." Với Kiến Quân lột ra hắn tay, khiếp sợ nói. Cái gì không nghĩ phụ trách nhiệm A, à, đôi ta thật sự không ra đối tượng. Từ Hiếu Minh giải thích nói. Với kiến quân hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta ngốc tử, hai ngươi không quan hệ ở cùng một chỗ, ngày đó buổi tối ta chính là tận mắt nhìn thấy đến hai ngươi lên giường, nói xong lời này hắn hoảng sợ bưng kín miệng. Từ Hiếu Minh ánh mắt tựa như lưỡi dao giống nhau, con ngươi bén nhọn nhìn về phía hắn, mang theo âm trắc trắc hàng ý, ngày đó ngươi cũng ở. Xong đời, xong đời. Với kiến quân sợ hãi rụt rụt đầu, từ Hiếu Minh đi đương cảnh sát về sau, này cả người khí thế đều thay đổi, hắn mỗi lần bị hắn như vậy trừng, liền sẽ sợ tới mức trung bần bật. Ta, ta không nghĩ đi, chính là người nọ buộc ta một hai phải cùng nhau. Là Hiếu Minh đã trở lại. Vô tình nghe được cửa tiếng bước chân, trong lòng vui mừng nhanh chóng mở ra cửa phòng. Nhìn đến cửa đứng mấy người, nàng cười ngâm ngâm làm mấy người vào phòng. Mẹ. A di. Tỷ với Kiến Quân lôi kéo trường âm kêu. Vô tình bị hắn thanh âm này làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Ngẫm lại một cái mau 30 tuổi đại nam nhân, lôi kéo nàng làm nũng kêu tỷ tỷ, ách. Quá khó tiếp thu rồi. Đã trở lại, đi cho ta một lần ngốc đi vô tình lạnh như băng thanh âm vang lên với kiến quân nháy mắt nóng nảy tỉ ta biết sai rồi ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói ta nếu là ở không nghe liền tới một đạo xếp đánh chết ta đánh chết ngươi quá đơn giản ngươi lại không nghe lời ta liền đánh gãy chân của ngươi tỉnh ngươi luôn là đi ra ngoài gặp rắc rối với kiến quân trương cái đầu óc không phải làm ngươi làm bậy ba mẹ nơi đó ta xem ngươi làm sao bây giờ Vô Tình tức giận nói, "Tỷ, vậy ngươi tha thứ ta không?" Với Kiến Quân khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. "Không tha thứ." Vô Tình một trương một bế hô. Tiếp theo nàng nhìn về phía Từ Hiếu Minh cùng Khâu Lệ Na, cười lôi kéo hai người đi trước bàn, "Hiếu Minh, Lệ Na nếm thử mạo vịt nướng, ta tân tân nhắc ra tới đồ ăn phẩm." vô tình phân biệt cấp hai người gấp một đại chiếc đổ mau bụng cùng vịt nướng thịt phóng tới trong chén cảm ơn a di khâu lệ na ngoan ngoãn nói thanh tạ nhìn thoáng qua từ hiếu minh nhìn thấy hắn ăn lúc này mới cầm lấy chiếc đũa lệ na ngươi này đi ra ngoài một chuyến thay đổi không ít a à. lý vạn trân ngồi ở trước bàn tò mò nói này đi ra ngoài một chuyến sao liền trở nên văn tĩnh nhiều như vậy trước kia nha đầu này luôn là kêu kêu quát quát, đâu giống hiện tại giống nhau an tĩnh a a khâu lệ na khẩn trương hô một tiếng trong tay chiếc đũa lấy đều lấy không xong cẩn thận một chút từ hiếu minh nhìn nàng chiếc đũa đồ ăn sắp rớt đến trên quần áo lập tức hô một tiếng hắn thanh âm rơi xuống khâu lệ na trên quần áo dính không ít dầu mỡ nhìn trên người nàng dầu mỡ từ hiếu minh vẽ mặt ghét bỏ từ trên bàn trừ tờ giấy đều nói cẩn thận một chút, còn lộng một thân. Còn không phải ngươi nói quá chậm, ngươi đều thấy được còn không chạy nhanh kéo ra ta. Khâu lệ na không phục nói, từ hiếu minh cầm giấy cẩn thận cho nàng xoa trên quần áo dầu mỡ. Mãn nhà ở người đều dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía hai người. Chờ đến từ hiếu minh ngẩng đầu thời điểm, phát hiện mọi người đều đang xem hắn, miệng tức khắc nói lắp, xem ta làm gì. Hiếu minh, Sao hồi sự? Vô tình xem hắn lại nhìn xem khâu lệ na. Lý vạn trân nhìn về phía khuê nữ, cũng là vẻ mặt tò mò, lệ na. Sao hồi sự? Cái gì sao hồi sự? Hai người trăm miệng một lời hỏi. Cái này một phòng người đều treo gẹo nhìn hai người. Vô tình nghĩ đến nhi tử trước hai lần thất bại luyến ái, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Lý Vạn Trân là kinh ngạc một hồi, liền trở nên cao hứng. Nàng cùng vô tình nhận thức lâu như vậy, trước vài lần còn tới trong nhà chơi qua. Nhìn đến quá mức nắng ấm hai cái con dâu giống như là tỉ muội giống nhau ôm nhau đùa giỡn, liền biết nàng là cái không cái giá bà bà. Nàng khuê nữ này tính cách, nếu có thể cấp vô tình làm con dâu kia lại thích hợp bất quá. Hơn nữa Hiếu Minh cũng là cái hảo hài tử, lớn lên lại cao lại xoái, mấu chốt công tác năng lực cường, gia đình điều kiện kia không cần phải nói so nhà mình khá hơn nhiều cho nên này hai hài tử nếu là nói đối tượng nàng tuyệt đối không phản đối ăn cơm chạy nhanh ăn cơm trước đợi lát nữa cơm liền lạnh vô tình đánh vỡ xấu hổ nói lý vạn trân mấy cái đại nhân cũng thức thời đi theo nói ăn cơm trước có gì sự đợi lát nữa lại nói lời này vừa ra hai cái người trẻ tuổi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi vì hai cái gia trưởng trong lòng đều tò mò này hai người chi gian tiểu miêu nị, một bữa cơm kết thúc thật mau. Ăn xong rồi cơm, vô tình đã kêu nhi tử trở về trong phòng. Lý Vạn Trân mang theo khuê nữ cũng về nhà đi. Hiếu Minh, ngươi cùng Lệ Na sao hồi sự? Lệ Na, ngươi cùng Hiếu Minh sao hồi sự? Hai cái bất đồng phòng nội, hai cái lão mẫu thân đồng thời vẽ mặt khẩn trương cùng tò mò. Tỷ, để cho ta tới nói với kiến quân xung phong nhận việc chạy vào trong phòng ngươi nói ân đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối ta cùng chúng ta lãnh đạo cùng đi hiếu minh cùng lệ na nhà ở bên ngươi vì sao muốn đi ta nhi tử nhà ở bên không đúng này không phải trọng điểm vì sao là hiếu minh cùng lệ na nhà ở bên hai người bọn họ trụ cùng nhau vô tình đầy mặt chấn động này có thể hay không phát triển quá nhanh. Má ơi! Tiếp tục nói, kế tiếp làm gì? Vu tình vẽ mặt hưng phấn. Từ hiếu minh vẽ mặt bất đắc dĩ, mẹ, ngươi như vậy ăn dưa đến nhi tử trên đầu thật sự hảo sao. Vu tình, ta hiện tại không phải mẹ ngươi, ta hiện tại là hai mươi mấy thế kỷ một nữ tử. Với kiến quân cười hắc hắc, tiếp tục nói, đúng lúc này, hiếu minh trực tiếp bế lên lệ na, hai người ngã xuống trên giường sau đó không thể nói vô tình kinh tủng nhìn từ hiếu minh từ hiếu minh ngươi lá gan cũng quá lớn chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng bất hòa ta nói ngươi cùng lệ na nghĩ như thế nào trước nói vẫn là làm cái hôn lễ khẳng định trước làm hôn lễ a à? đều đem người ngủ không chạy nhanh kết hôn làm gì đâu từ hiếu minh muốn giải thích chỉ là vì nhiệm vụ có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại chỉ cần vừa thấy Khâu Lệ Na, kia trái tim liền bang bang nhảy cái không ngừng. Hắn nhị cửu nói không tồi, hắn đều hủy hoại nhân gia thanh danh, mặc kệ làm không, đều phải phụ trách nhiệm. Làm hôn lễ. Từ Hiếu Minh có chút khẩn trương nói. Vô Tình nghe vậy ngây ngẩn cả người, có thể, ngươi nếu là thật sự nghĩ kỹ rồi, ta đây liền đi tìm Lệ Na mẹ cầu hôn đi. Ân gì ngươi thích từ hiếu minh Khi hắn thích ngươi không lý vạn Trân sốt ruột hỏi cảm tình không xác định quan hệ a à? yusu om không phải là nàng khuê nữ tương tư đơn phương đi hảo a từ hiếu minh cái này xú ba tử ra cái nhiệm vụ đem nàng khuê nữ tâm đều cấp câu đi rồi nàng nhìn nhìn khuê nữ có chút buồn bực ngươi sao như vậy không tiền đồ thích nhân gia liền phải chủ động xuất kích a này nếu là chậm bị người cấp đoạt chạy làm sao khâu lệ na ngượng ngùng nhìn nàng mẹ ta sao truy hắn a ta còn không có truy hơn người đâu sao truy ta ngẫm lại a lý vạn trân vạn đến một lần tự hỏi lên đưa hoa sau đó viết thư tình hiện tại phim truyền hình không đều là như vậy diễn lý vạn trân đầu óc một cái linh quan nghĩ tới này đó đắc ý giàu dạt nói lý vạn trân thật đúng là không hiểu cái này nhưng nghe được nàng mẫu nói phim truyền hình đều như vậy tức khắc trong lòng ngứa vậy đưa hoa viết thư tình bất quá hiện tại thời gian quá muộn chờ đến ngày mai ở bắt đầu nghĩ đến ngày mai nàng liền phải đi thổ lộ nhà mình lãnh đạo khâu lệ na kích động ở trên giường đánh vài cái lăng vẫn luôn chờ đến rạng sáng một giờ nhiều thời điểm, nàng mới chân chính ngủ rồi. Ngày kế buổi sáng, nàng mẹ so nàng còn kích động, sớm liền chạy tới trong phòng, đánh thức nàng. Lệ na, đừng quên ngươi nay cái phải làm sự, chạy nhanh rời giường đi. Lý vạn trân sốt lên khuê nữ chăn, thúc giục kêu. Mẹ, sáng tinh mơ làm gì đâu, ta thật vất vả ngủ cái lười giác. Lý vạn trân nhắm mắt lại buồn bực nói ngươi đã quên hôm nay muốn làm gì? Không thổ lộ. Khâu lệ na nháy mắt ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt lập tức thanh tĩnh. Đúng vậy, thổ lộ. Ta quần áo đâu? Khâu lệ na sốt ruột ở trong phòng tán loạn lên, thật vất vả mặt tốt quần áo, nàng liền cơm cũng chưa ăn, liền gấp không chờ nổi mà hướng cửa hàng bán hoa chạy tới. Cùng thời gian nội, từ hiếu minh trang điểm một phen ra nhà ở, ngồi ở trong phòng khách bàn tay toát ra không ít mồ hôi. Thu thập hảo. Vu tình hỏi. Ân. Từ hiếu minh tích tự như kim lên tiếng. Từ hiếu nhân nhìn nhìn nhà mình tam đệ, có chút ghét bỏ nói, càng lớn càng giống ta ba. Từ hiếu nghĩa ở một bên cũng gật đầu, phi thường tán đồng cái này cách nói. Hiếu Minh trước tiên ở không chỉ có lớn lên giống hắn ba, hơn nữa làm việc phong cách cũng càng ngày càng giống, đặc biệt là này tính tình. Khi đi thôi. Vô tình đổi hảo dày, nhìn còn ở kia ngồi nhi tử khó hiểu hô. Từ hiếu minh khẩn trương gật đầu, thân mình giống máy móc giống nhau cứng đờ, mẹ, nàng sẽ đáp ứng sao? Vô tình nào biết a, à, nhưng vì cấp nhi tử dũng khí, nàng cười nói, chịu có thể chắc chắn, ngươi như vậy ưu tú, nàng nói không chừng đã sớm cũng thích ngươi từ hiếu minh ánh mắt sáng lên trong lòng có chút tiểu nhảy nhót trên mặt lại không hiện lạnh một khuôn mặt đi theo vô tình liền ra cửa chờ đến hắn vừa đi từ hiếu nhân cùng từ hiếu nghĩa bốc nhẹ nhàng thở ra hôm qua nhìn thấy từ hiếu minh thời điểm hai người tất cả đều khiếp sợ trước kia người trong nhà tổng nói hiếu minh nhất giống hắn ba này hai người còn không phục nhưng lúc này mới bao lâu không gặp tam đệ a à. Tiểu tử này lớn lên quả thực liền phải cùng hắn ba trước kia tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Đặc biệt là cặp mắt kia sắc bén thực. Còn có trên người khí thế cũng là như thế này. Này đương cảnh sát, quả nhiên không giống nhau. Mua thúc hoa đi. Vu Tình nhìn về phía một bên cửa hàng bán hoa nói. Nàng phía trước xem qua một cái thực hỏa video, nói Trương Quốc Vinh nói qua, Luyến Ái muốn từ một bó hoa cùng một đoạn thông báo bắt đầu. Hiếu Minh tiểu tử này liền luyến ái cũng chưa cho nhân gia nói đâu, liền phải đi cầu hôn, này hoa cần thiết đền bù một chút nhân gia tiểu cô nương. Hảo! Từ Hiếu Minh khóe miệng dơ dơ lên liền vào cửa hàng bán hoa nội. Vô tình đi theo cũng cùng nhau vào cửa hàng bán hoa, mới vừa đi vào, nàng liền nhìn đến lệ na kia cô nương cũng ở cửa hàng bán hoa. Lệ na, ngươi đây là muốn mua hoa. A-di, Khâu Lệ Na nghe được thanh âm quay đầu lại liền thấy được Vu Tình hai mẹ con, trên mặt nàng nóng lên, Khẩn Trương lắc lắc đầu, ta là giúp bằng hữu mua hoa, các ngươi cũng muốn mua hoa. Vu Tình gật đầu, trong mắt mang theo thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ta bồi hắn tới xem hoa. Khâu Lệ Na vừa nghe lời này, đôi mắt tử trừng lớn, trong mắt hiện lên đinh đinh bọc nước tử, từ phó đội trưởng mua hoa là muốn tặng cho ái mộ nữ tử sao? Từ Hiếu Minh cảm nhận được nàng biến hóa, có chút khó hiểu gật đầu. Nhìn đến hắn gật đầu, khâu lệ na chỉnh trái tim đều nát, nàng cùng hắn ở chung lâu như vậy, thế nhưng không biết hắn là có đối tượng. Nga, khá tốt. Khâu lệ na nhìn xuống nước mắt, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Từ Hiếu Minh nghe được nàng nói tốt, tức khắc khóe miệng ngoéo một cái, hoặc nhìn nàng cũng thích hoa. Các ngươi trước xem, ta đi ra ngoài một chuyến khâu lệ na nhìn đến hắn khóe miệng tươi cười rút cuộc nhịn không được chạy đi ra ngoài nếu là từ hiếu minh không đối tượng nàng còn có thể theo đuổi nhưng người ta đều có đối tượng nàng nếu là lại đi cắm thượng một chân chính là tiểu tam nàng sao liền như vậy xui xẻo thật vất vả gặp được một cái ái mộ nam nhân thế nhưng có đối tượng nhìn một bên cửa hàng bán hoa nàng phẫn nộ dùng sức đá một chút mặt đất liền chạy về ra đi sao đã trở lại nhanh như vậy liền thổ lộ lý vạn trân tràn đầy tò mò hỏi khâu lệ na lắc lắc đầu không có hắn có đối tượng có đối tượng ta sao không nghe ngươi với gì nói qua lý vạn trân giật mình hô có đối tượng còn cho nàng khuê nữ sát quần áo này có đối tượng cùng nàng khuê nữ làm ái muội lý vạn trân tức chết rồi vô tình tốt như vậy người nhi tử như thế nào như vậy a à? xem này khuê nữ vẻ mặt thương tâm lý vạn trân an ủi nói tính kia tiểu tử cũng không phải thực ưu tú chúng ta không có hắn còn có nam nhân khác chọn trên đời này nhiều như vậy nam nhân so với hắn tốt không biết có bao nhiêu chúng ta chậm rãi lại tìm mặt khác khâu lệ na gật gật đầu nhưng tâm lý lại hơi hơi có chút đau đớn nàng này còn không có bắt đầu liền thất tình mẹ ta đói bụng có hay không ăn khâu lệ na khó chịu nói có vừa rồi làm cơm sáng còn có rất nhiều ngươi chạy nhanh đi ăn chút đi lý vạn trân nhìn khuê nữ còn có tâm tình ăn cơm này khẳng định liền không phải rất khó chịu có thể ăn liền hảo ăn nhiều một chút đồ vật trong lòng thương tâm là có thể phát tiết đi ra ngoài